trường học Bách khoa Portland nằm tại Metro Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Và hiện nay thì mình đang phụ trách tuyển sinh tại thị trường Việt Nam. KPU thì hiện nay là trường học Bách khoa duy nhất tại Canada từ thời điểm này, và trường được thành lập từ năm 1981. Hiện nay thì KPU đào tạo khá là nhiều các chuyên ngành và khá đa dạng với các ngành nghề. Ví dụ như là một số các chương trình hiện nay mà trường đào tạo khá là mạnh như là các chương trình về thiết kế, các chương trình về kinh doanh, về nhân văn và một số các chương trình về ngành nghề. Hiện nay thì KPU được biết đến như là một trường đại học đào tạo rất là mạnh về các chương trình thiết kế thời trang. Đối với cả các chương trình thiết kế thời trang thì hiện nay là KPU đang đứng số 1 tại Canada đến thời điểm này. Vì KPU thì có một khoa tên là Wilson School of Design. Hiện nay trong Wilson School of Design thì có một số các ngành về design rất là nổi tiếng như là ngành về graphic design, ngành interior design, fashion design nữa. Và cái chương trình này thì nó khá là cạnh tranh đầu vào cho đối với các bạn sinh quốc tế, bởi vì là đối với cả KPU thì các chương trình design thì một năm bên mình sẽ chỉ mở vào kỳ tháng 9, và mỗi chương trình thì bên mình sẽ chỉ nhận có 35 bạn học sinh thôi, và đầu vào của chương trình sẽ phải yêu cầu học sinh phải là đủ điểm IELTS là 6.5 và không có bài nào là dưới 6.0, cũng như là điểm GPA của các bạn được 6.5 trở lên, và đồng thời cũng yêu cầu các bạn phải có portfolio nữa. KPU hiểu rằng là các bạn học sinh quốc tế thì khi mà các bạn đi sang nước ngoài học thì nhiều bạn học sinh rất là tìm kiếm những cái cơ hội về học bổng. Hiện nay thì KPU đang có chương trình học bổng đầu vào cho tất cả các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là học sinh Việt Nam. Với những bạn học sinh mà đăng ký về chương trình như là từ chương trình cử nhân đào tạo 4 năm thì học bổng đầu vào của chương trình là lên đến 4.000 đô ca. Và cứ nếu mỗi năm như vậy thì các bạn có thể reward được là 1.000 đô ca. Còn đối với những bạn học sinh mà đăng ký chương trình diploma 2 năm thì học bổng các bạn có thể đầu vào là 2.000, mỗi năm là chỉ 1.000 học phí. Hiện nay thì trường có chương trình tiếng Anh được chương trình tiếng Anh cho các bạn học sinh. Với những bạn học sinh mà chưa đủ điểm tiếng Anh thì bên trường sẽ yêu cầu với điểm tiếng Anh tối thiểu IELTS là 5.0, và sau đấy thì các bạn có thể học chương trình ESL tại trường. Bên mình thì hiện nay có tất cả là 3 pathway, thì với mỗi bạn học sinh mà cứ thiếu khoảng tầm là 0.5 điểm IELTS thì các bạn có thể học thêm 3 tín chỉ trong vòng 4 tháng. Tại KPU hiện nay thì có một số các chương trình về business đang offer chương trình co-op cho các bạn học sinh, như là chương trình về marketing, chương trình về IT, như là chương trình về supply chain management. Thì đối với các chương trình co-op thì thường bên trường sẽ yêu cầu các bạn với đủ điểm GPA là từ 2.5 trở lên, trên thang điểm là 4.2, và các bạn học sinh sẽ hoàn thành đủ là 75 tín chỉ. Sau đấy thì bên trường sẽ hỗ trợ các bạn về tìm việc làm của co-op ra, thì trường cũng sẽ hàng năm thì bên trường cũng sẽ tổ chức những cái buổi như là buổi về job fair, và các nhà tuyển dụng ở bên BC, ở bên Canada họ sẽ đến cái buổi job fair này để có thể các bạn học sinh sinh viên có thể tìm hiểu thêm về những cái công ty mà các bạn mai sau muốn ra trường đi làm.